Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm mã não, dòng mã não vàng nhé. Mã não vàng đã được mài đánh bóng từ đá mã não chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Cái việc này tôi chưa đến đế nên nó đứng chắc chắn to lắm. Đấy, xoay quý vị xem này. Đã được mài đánh bóng khá kỹ. Đây là thạch anh chèn ở dưới. Ở ngoài cái màu nó nhìn nó sẽ đẹp hơn ở trong video như thế này. Tôi soi độ thông đèn để quý vị thấy này. Đấy, thông đèn này khá ok luôn. Mã não thông đèn của nó tương đối là tốt. Quý vị nhìn này, đấy, soi thông đèn này. Dòng này là dòng mã não nằm ở một cái quả núi ở ven biển ở bên ở huyện Tĩnh Gia quê tôi. Cho nên là cái chất đá của nó là khá độc lạ so với dòng nằm ở các rừng núi khác nhé. Nó nằm ngay ở sát bờ biển luôn. Đấy, dòng mã não. Cái lô này tôi lấy thì cũng không được nhiều, được lấy được có khoảng mấy chục cân thôi. Này sẽ quay cho quý vị xem cái dòng này. Mã não vàng khá đẹp. Mặt này thì nó đẹp hơn, mặt này thì nó thông đèn nó tốt hơn. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy, thông đèn cực tốt luôn. Mặt này thì chất đá nó có vẻ nó ok hơn mặt kia. Đấy, quý vị nhìn nhé, độ thông đèn này cực tốt. Đấy, mã não. Dòng này làm cực kỳ khó và cứng. Mẫu này thì nó có chiều cao này, chiều cao từ trên đỉnh xuống dưới này là 20, đỉnh xuống dưới là 28 cm, và bề ngang này là 22 cm. Khối lượng đá của tác phẩm nặng là 8 kg. Và hiện tôi đang giao lưu cùng với quý vị với giá là 2 triệu đồng. Quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Đấy. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là đá mã não chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, nếu sai xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng. Quý vị nào nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0354 099 099. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.